So, hi. Xin chào anh em M40. Chào tất cả mọi người. Ôi, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Rồi, khung giờ như mọi khi. Ngày hôm nay thì mình sẽ vào sớm một chút để đánh trước một vài trận. Thì thật ra thì trước khi mà có Cola vào trong đội hình chính thì chắc là cũng khó có thể trở lại được vào top 20. Với cái bảng xếp hạng như thế này thì khó chui vào đây quá, rất khó chui vào đây đúng không? Mọi anh em ai cũng lên lên đến 200-300 hết rồi, hơn 300 hết rồi. Mình đánh được thì chắc bây giờ cũng chỉ còn được có như ở đây ở trong cái bảng các hàng này chắc là cũng chỉ còn hai người mình sẽ đánh được thôi, có thể gọi là tạm tạm đánh được Radio và tên B52 Black này. Rồi đội hình quán thì tại là có keo net thôi, rất là khó. Thôi phải căn giờ thôi đúng không, căn giờ thôi. Bây giờ là mấy giờ rồi, tôi chết cái đồng hồ tôi rồi. Rồi chờ một xíu nha, để mình chỉnh cái đồng hồ đã xem giờ cho nó chuẩn. Bây giờ là còn 5 phút nữa thì bên trong hai đại đế sẽ tụt xuống tận đây này. Còn người hâm mộ thì hâm mộ các bạn thì mình được tiền mà. Rồi bên trong hai đại đế bị tọt rồi. Không biết đồng hồ đâu rồi. Trong đám mây để hồn ta nhẹ sâu lắng bay phiêu du đó đây, ta dạo chơi qua ngày tháng tạm quên ưu phiền, gác lại những bài báo ta để thân ta về với sóng biển, ta quên hết mọi buồn bề lo toan, bỏ đi bỏ hết cái màn sau một từ đôi. Thôi tìm ai để đánh nhau thế nào. Tên Dio này thì chắc là sớm thôi cũng sẽ có người nhảy vào đánh hắn ra thôi, bây giờ là phải căn trước đã. Bây giờ cứ đội hình nào mà có sự có mặt của Kaelnet là mình rất khó ăn, không thể ăn được khi mà không có Kula. Mà đây thì ông nào cũng có Kaelnet, thật khổ đúng không? Chơi cái team nó khác người thì nó cũng khổ, khổ trăm đường. Rồi họ đã đưa hết Kula vào trong đội hình của họ rồi, không xem nó có được mấy người. Xe này, Family Boy này, đây, hai thanh niên này là trong hội quán của mình, cao ép này có ngân của Nam đấy. Mình đã nói như mà mình đã nói lần trước là đội hình này chắc chắn 100% tên Nam sẽ đâu, cái này là của Ngân đúng không? Này tên phải tìm cái tên Nam của Ngân đâu rồi? Tọt đi đâu rồi? Xem là hắn chạy đâu rồi? Nam của Ngân. Đây, top 13. Đây đội hình này thì hắn sẽ sớm đưa Kula vào trong đội hình thôi, không biết là hắn có lấy Kula không. Nhưng mà chắc chắn đội hình này hắn sẽ đưa Kula vào để chắc là thay vị trí cho Kaelnet thôi. Mình nghĩ là chắc là hắn cũng không ngờ tới là Kula nó lại ra đúng vào cái hồn hạp cuối tháng này, nó ra sớm quá, bởi vì là đúng là đợt này thì Kana thả tính nguy hiểm thật, thả tính nguy hiểm rất là sát ngày, và đặc biệt là với những cái chuỗi sự kiện liên tục trong cái tháng vừa rồi thì bạn nghĩ rằng là không ai có thể có kim cương được. Các bạn thấy là mong kim cương của mình này đúng không? Đầu tháng là 52 ca kim cương, giờ còn có 187 kim cương này. À, thôi mèo thì tháng này thì ta liệu là ăn được bao nhiêu thì ăn thôi, chứ cũng chắc là không mong ăn mắc được. Rồi kiểu chứ còn đeo mà để mà nạp vào để mà ăn hết được con mèo thì khổ lắm các bạn ạ. Còn cái tên B52 đại đế này thì không biết là sao lại tụt xuống tận đến top 17 đây. Chắc là tí nữa hắn phải đánh lại thôi, xem B52 đại đế xem nào. Ôi đội hình quán thì
Rồi. Cái gì đây? Rùa này, rùa này. Gấu, hổ, rắn, hay nít. Đây không phải à. Tứ hồn, tứ hồn. Tứ hồn. Này 5 boss rồi, gần như là đội hình siêu boss rồi còn gì nữa. Mà hôm nay không biết sao lại bị đánh tụt xuống. Trong thời gian vừa rồi các bạn thấy là mọi người lên đường chiến âm âm đấy, mình vẫn còn thằng tẹt này. Cái lý do mình lên chậm thế nào là mình vẫn phải chờ, nói chung là mình vẫn phải chờ đợi cái đội hình chính của mình, thì bây giờ nó cũng đã ổn cả rồi, chỉ có mong là mình sẽ đấy thôi, chỉ là mình sẽ giờ thì đội hình nó ổn rồi thì cứ từ từ phát triển lên thôi đúng không? Rồi 89 rồi. Đánh thôi. Rồi, 9 giờ luôn rồi. Rồi ta xem trận này. Hay xem là có thắng hay không. Rồi. Mình chỉ lo mỗi con cao nét thôi, con cao nét nó làm đấy. Rồi nó đánh đúng qua hàng semi của tôi rồi. Rồi, choáng luôn cả Leona của tôi. Nếu có khó khăn quá về nhà em nhé, con chờ có mỗi bên thờ thờ, có gì mỗi bước cơ xuân hạ thu đông đều có em chờ. Có được mệnh nào bao nhiêu lâu anh đã ao ước, có vấn thân nào bao nhiêu đêm anh đi tìm hoài, và nếu khoảng cách nào có nghìn bước thì em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Về phía em, nơi mà anh thấy nắng mai, nơi con tim anh mong yên bình và mong thế thôi. Khi giờ ta có em và cũng là khúc ca quanh ta, xin em đừng giận anh nhé, bởi vì lúc khi anh là áo. Rồi 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 rồi, mình không, mình không đây. Rồi rất cần kèo, rất cần kèo. Rồi chết đồ gì rồi, bắt được thằng ca kia rồi, ôi xong đập vào thằng ca kia, giờ nó nổ thì ăn hành rồi. Ui giời ơi, căng quá anh em ạ. Bỏ mẹ rồi. Thôi thôi, thua thua. Thua sắt thằng sản. Thôi chấp nhận thôi. Mong chấp nhận thôi. Rồi 180 cao cường, 180 cao cường cũng được. Sao thì vẫn đỡ hơn là 160. Rồi còn mấy lần nữa mình đánh lại một lần nữa xem thế nào. Hai lượt đấy. À chích hỏa chưa, đúng rồi sao quả đấy chích hỏa. Đúng rồi chích hỏa quả đấy không ấy, không chưa hồn, chỉ thế thôi thì không thì chưa hồn rồi. Giải hiệu ứng tăng tăng công đúng không, phang nó thôi, phang nhiệt tình em ơi. Chí mạng rồi, chí mạng rồi. Rồi, tơ này bạn có power rồi, bạn ấy quạt ngu người rồi. Rồi, lao vào mai. Ui, nhưng mà không đau đâu, nhưng mà chí mạng. Rồi, ca đẩy
mắc kinh trời ơi. Đội hình quán này đánh rất là dị vì có sự có mặt của Singo nó là một hồn rắn. Thế là bạn cho vào cho đủ ấy thôi, cho đủ đội hình thôi, cho đủ tứ hồn thôi. Mai bơm nội cho Smi. Có nội, có pau, Smi pau luôn. Giải hiệu ứng luôn cho Kasumi. Rồi tăng công cho Beta. Chí mạng hết các kiểu cho các bạn ơi. Nằm xuống rồi. Chí hỏa của bạn ấy đã nằm xuống rồi. Có tê liệt không? Không có tê liệt trong pha vừa rồi. Bụi hồn rồi đập thẳng vào mặt của Leona và Smi rồi. Sumi sau thì đi rồi, hai lượt này và lượt sau thì Leona sẽ không thể của mình sẽ không thể nào bao được. Nhưng mà Leona của mình sẽ giải quyết K đã nằm xuống rồi. Rồi lần này có phải thắng, lần này có phải là thắng được, lần này có phải thắng được. Rồi lại cứ sự thông minh thường xuất hiện sau khi nổ bài cái kiểu này cứ chết tôi không. Hết giờ rồi đánh mới win thì làm ăn cái mẹ gì. Ăn chết. Nó đánh một ai đi chứ nào. Đánh mấy cái tên chim này không ăn được. À đi. Rain xuống top 9 này hôm nay nhường à. What? Holy shit. Rain cũng on à. Để đổi bên nó lại để đánh xuống này. Rồi hôm nay sẽ đánh lại bé Min. Ô cho bé Min nu à? À tên này nu rồi. Ô, đánh Việt Nam đi. Đối thủ lâu lắm rồi mới gặp. Giờ là gặp như đây. Một vài hôm nữa rồi chắc chắn là hắn cũng sẽ có trong đây mà sẽ có Kula thôi thay vào trong đội hình của Cao Nét. Đâu tên liệt rồi. Ôi dù sao thì bạn ấy bùi hồn vào Sumi với cả Mai còn đỡ hơn là hai hàng hai bên. Cứ trận nào mà họ không đánh chúng Sumi của mình là trận đấy có tỷ lệ thắng cao. Rồi tiếp tục xóa Kula, xóa qua mặt Kula rồi. Giảm nộ và Google và gì rồi. Sumi của tôi có power rồi, còn tiếp qua lại đỡ đòn không vấn đề gì cả. Sumi chỉ yếu cái power của Sumi đến giờ thì lực chiến của Sumi nó cũng không có thâm phát gì cả. Nó chỉ là để nó chỉ có một nhiệm vụ chính, đó là giải ứng cho giải ứng mà tăng công cho chiến nữ thôi. Chỉ cần như thế là được, có chỉ cần sống để có thể bao. Rồi lại lao vào Sumi của mình rồi. Ôi dồi ôi, gần quá, vừa nói khỏi mồm với Sumi nằm luôn rồi. Không chết. Có bao. Không người có chính mạng. Rồi, tê liệt cao nét. Đội hình của mình đánh với những cái đội hình như của đội hình của mình. Được đánh với những đội hình chuyên thiên về thủ như của Nam, của Ngân này chắc chắn là mình sẽ có lợi thế hơn nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì thật ra là đội hình của mình kỹ rất là nhiều. Đội hình kỹ của mình rất là nhiều. Cộng cả cây thiên phú lẫn cái giảm công của Leona dị. Thì cái sát thương của đội một đội toàn vệ này, bản thân vệ thì cái lực chiến tức là cái đam của nó đã không lớn rồi. Nó không được lớn rồi. Đội này chỉ có chơi gọi là chơi kiểu chơi chạy cối thôi, chơi chạy cối lâu dài và chỉ cần có một đến hai đam chính trong đội hình thôi. Cái bức tường thành ở phía trước của các bạn ấy thì cái đội hình này mình nghĩ rằng là Nam thì cũng mình không biết là Nam liệu có muốn theo đội hình này không, nhưng mình nghĩ rằng là nếu mà đội hình này thì chỉ có chờ đến nếu mà đến sau khi, bởi vì bây giờ là tứ môn đã được mở rồi, đặc biệt là cái đội hình các bạn chắc là cũng đã có xem và tham khảo qua cái sự hồi nộ khủng khiếp của Mai khi mà lên lục môn đúng không? Khi mà lên tứ môn thì Mai nó hồi nộ, nó là như kiểu là một cỗ máy hồi nộ. Nó một nửa cây nộ mà nó đánh thường một cái nó là nó phun nộ luôn.
Rồi bây giờ thì mình vẫn thua. Lý do thua thì vẫn là Kayonet thôi. Thằng này nó rất là khó chịu. Đội hình của mình nó có yêu gì gì. Là cứ vào phát đầu là Kayonet của đội bạn là được bao rồi. Nó bao, nó cứ bao trúng vào cái hàng mà có Sumi là một hoặc là cái gì nhỉ? Cứ bao trúng Sumi như đội hình của mình rồi là bao trúng Sumi là sẽ trúng Leona dị. Hoặc là bao trúng Yuri dị là cũng là coi như là cái đội hình mình vứt đi rồi. Còn thua. Rồi. Lại được thêm một mảnh bạn mảnh bản năng nữa. Tất nhiên rồi sẽ là dành hết cho tình yêu của tôi thôi đúng không? Kula. Trong server mình cũng có hình như là cái tên thợ sửa xe. Tên cái gì thợ nhập thuê hắn cũng đang định đổi đội hình quán tương lai và hắn cũng đang định đổi đội hình sang sứ nữ đấy. Nhưng mà đến lúc phải đổi đội hình đấy thì mình thành tinh rồi đúng không? Bây giờ bạn mới đổi đội hình thì mệt đấy, còn lâu mới đuổi mình đấy được đúng không? Rồi còn cái PK lên server thì rồi ơi, mấy hôm nay không hiểu sao mình cứ đánh cứ không thể nó xui một cái kinh khủng. Từ lúc mà nó bắt đầu có cái giải PK lên server thì cái gì nhỉ, Gana ra cái giải PK lên server đây. Bắt đầu từ lúc có cái giải này là mình thấy xuất hiện rất nhiều, là rất nhiều, có rất
nhiều những gọi là những người chơi không phải là gọi là cao thủ nữa, những người chơi có rất nhiều có cái cách đánh họ rất là hay và cái họ rất là ok. Mình gặp toàn những người trên mình mấy bậc cơ, đánh cứ toàn tụt lên tụt xuống, nó cứ mãi ở này đấy. Đến lần này là giải PK lần thứ hai rồi mà mình vẫn còn chưa được tham gia. Rồi, xem là tối nay có cái gì hay nhỉ? Cái phong ấn Orochi thì mình cũng đã làm cái video lần trước rồi đúng không? Hồn hạp kem này tiêu tích lũy tiêu phí cái này xong rồi, phong ấn Orochi xong rồi Sazero. Nói chung là hôm nay thì cái sự kiện của hôm nay sự kiện của ngày hôm nay thì nó cũng không có gì nhiều, không có gì nhiều cả. Thì chắc là sang tháng sau rồi, sang tháng sau thì nói chung là nghe thông tin thì là sang đầu tháng sau là sẽ đua Leonardo đấy, nên là mình cũng đang rất là vân biết là có nên làm hay không. Làm vào bây giờ thì làm một cái lượng cũng khá khá đấy, làm để bọn ăn đủ mèo thì cũng khá khá đấy, không đi đầu. Dương này thôi nhưng mà mình hết căn B rồi, hết căn B thì mình không mở, không chơi. Ở đây còn 4 cái dương, thôi nhỉ, rồi, cái này, phải. Tiếp nào, nằm còn một cái nào. Đây, mình còn một cái dương. Cái dương này thì ở đây nó có cái xác suất chính xác không? Mở dương có xác suất 3% ra thẻ bản năng thì các bạn cứ cái đoạn B rồi, cứ bảy cái thôi mở. mở bảy cái này xong rồi mở một cái này là ra luôn. Ok, còn mấy cái dương quán này thì mình cũng chẳng để làm gì rồi, chứ để kiếm đấy nó cũng là một cái nguồn kiếm đồ ăn tăng uy lực. Rồi mình cứ có thể lực là ta chơi với chúng ta thôi. Nói chung là video ngày hôm nay nó cũng không có gì, nó chả có gì là ấy cả, nó không có cái nội dung chính cả chẳng qua là mình cố gắng để làm mỗi ngày, cố gắng là để có một video có cái này cho anh em xem đó cũng rồi. Gì nữa bây giờ đầu tư hay cho em nó thôi. Sao tượng thì nói chung là về phần tượng này thì anh em thì nếu có khả năng có thể mua đúng không? Có khả năng thì nên mua, nên các bạn nếu mà các bạn có khả năng một có hai khả năng, có hai cách nha. Một này là nếu các bạn không muốn bỏ cái cương ra thì các bạn mua một phát tượng B cho mình, mục nào có thể mua tượng B. Còn nếu các bạn có khả năng thì các bạn có thể mua tượng A và mua một tượng C. Bởi vì khi bạn mua tượng A rồi thì cái điểm của tượng B và tượng C nó cách nhau được mấy cái điểm, nó cũng đáng kể luôn, nên là không thể bỏ tiền ra để mua tượng B. Còn cái nào mà bạn không muốn mua ở đây thì mình chưa mua đúng không? Bạn vàng mua rồi. Những cái nào mà bạn không có khả năng, những cái nào mà bạn không có khả năng hay là bạn không muốn, bạn muốn tiết kiệm cái cường thì bạn nên mua ấy thôi. Cái này là cái này là ngày trước là do mình đã mua cái keo net vàng dòng trước rồi, đợt hôm vừa rồi thì mình nói chung là còn có mấy trăm kim cương nên là mình thôi phá nốt mua nốt cái tượng A thì cho nó ngon nghẻ. Rồi đây mọi người lên nhiều thấy đúng không, mua tượng A và tượng C rồi bỏ tượng B đi.
Rồi mua đi thôi. Đây các bạn thấy 19 cộng thì có 19 điểm đúng không? Nó không nhiều đâu. Ở đây mình sẽ thôi, bây giờ mình còn có mấy trăm kim cương rồi, thôi mình không nghịch. Còn về cái vệ thì mình trong đội hình của mình chỉ có mỗi một vệ thôi. Có mỗi một vệ nên mình không đầu tư nhiều. Mình không đầu tư nhiều vào cái phần vệ này. Hôm nào mà rảnh rảnh mà có nhiều kim cương, có nhiều kim cương thì mình sẽ thử mua xem là nó cộng được bao nhiêu điểm. Càng những cái mục về sau thì nó sẽ càng cộng điểm cao thôi. Mục 9, mục 10 nói chung là cứ sang những cái mục càng mục về sau thì nó sẽ cộng càng cộng nhiều điểm cho các bạn. Xem còn cái gì hay nữa nhỉ? Hay gì hay làm tí cho anh em nghịch ngợm cái. Rồi, đấu trường đi. Đấu trường thì mỗi ngày đấu trường nó cũng sẽ cho mình được khoảng như hôm nay mình đánh rồi. Hôm nay hết rồi. Được rồi, mình được có vàng 1 thôi. Đội hình mình nó không được ổn. Rồi, tên nào lại chắc riêng đánh gì ta đây? Tên chim đi đúng không? Đây thì cái tên sửa thở nhậu thuê đây. Đội hình quán là hắn định bảo là chuyển sang đội hình siêu nữ đây. Bạn chuyển sang đội hình siêu nữ thì bạn phải mất khá đấy. Linh hồn của đội hình siêu nữ là bạn đã tích được đến đâu rồi? Rồi chuyển sang siêu nữ các bạn, muộn quá. Nên đi một con đường đúng không? Kiên định một con đường của mình đi thôi. Thọt lúc đầu nhưng mà sau thì chưa biết về nào cắn biểu nào đâu, Thôi, có lẽ là cái video này của mình nó dừng lại ở đây thôi. Nó cũng không có gì. Nói chung là nó chỉ có vào để dình để chơi đúng cái khoảng thời gian của đấu trường thôi. Còn này nó bị lỗi rồi, Lỗi là một chuyện, còn cái thứ hai là mình không lực của mình không đủ ăn họ. Đây họ hơn mình được có đâu có bao nhiêu? 45 với cả 3 hơn được 42 điểm uy. Họ cũng đã giành lợi thế rồi, mặc dù là mình hơn được chiến của họ, nên là cái uy lực nó một cái nó rất là quan trọng. Rồi, ok. Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ từ đây thôi. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video nghe mình tào lao chém gió linh tinh. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.